Trong cái lúc mà tôi đang tìm ý tưởng cho video của tôi thì tôi có lên YouTube và xem một vài video thư giãn và giải trí. Cho đến khi mà tôi tìm thấy được một kênh YouTube, thật ra là YouTube recommend cho tôi cái kênh này, thì tôi đã bắt đầu suy nghĩ đến cái việc là mình có nên xóa mẹ kênh YouTube của mình đi và ngồi tận hưởng sự trầm cảm của cuộc đời hay không. Motherfuck! Bởi vì tôi thật sự không hiểu là cái thuật toán của YouTube nó như thế nào, và tôi cũng đang thật sự hiểu luôn là cái cộng đồng YouTube này còn chỗ chôn thân cho chúng tôi hay không, những thằng creator, những thằng sáng tạo nội dung ngoài kia hay không. Hay ngày mai tôi sẽ lại trở thành một TikToker tay múa quạt theo điệu nhạc và cái effect đầu to này. Ui, to thế nhở. Quay trở lại với vấn đề mà tôi đang khó xử ở đây, thì đây là một kênh YouTube mang tên là Kiến thức làm người hay là gì đấy, thôi đại khái là KTNL, và một cái bếp rất là to trên Facebook. Content của cái base hay là cái kênh YouTube này chủ yếu là về mấy cái prank của nước ngoài, của mấy ông ngang ngố hay là của mấy bạn Việt Nam. Cái motif edit của tất cả các video này là gì các ông biết không? Là một cái đoạn cắt 5-6 giây gây mắc cười nào đó trên mạng, và qua bàn tay của mấy ông nội này nó sẽ biến thành một video dài tận 1 phút, mà trong khi đó 50 giây là effect và nhạc. Thầy Huấn ơi, em làm rơi 20 triệu, thầy giả em đi. Đây, giả mày này. Em đừng có rơi người đánh mất nhá. Edit nó nhàn như vậy sao? Tôi không có bồ. Trời ơi, cái quần què gì đây? Phải công nhận là tất cả những video này nó khiến tôi khá là buồn cười và mang tính giải trí cũng khá là cao. 1 triệu view cho một video dài 30 giây cơ mà. Cái video này mình lại gửi đến bạn Hoàng Phú nha, 12A4. Gửi tới bạn Hoàng Phú thì ông vào đây xem làm cái mẹ gì? Các ông bị điên à? Các ông có thấy mấy cái logo này không? Đánh dấu bản quyền đúng không? Kiểu video này là của bố mày edit đúng không? Nhưng mà không, hãy vứt ngay cái logo này vào sọt rác, các ông hiểu không? Mấy cái logo này nó đều có một cái tác dụng mẹ gì cả. Tôi phát hiện ra một cái điều từ cái kênh KTLN này, và đây cũng là một cái điều mà khiến tôi phải làm cái video này, là không chỉ có một kênh KTLN duy nhất mà có cả 100 kênh như thế này nữa. KTLN này, vợ KTLN này, cụ tổ KTNL này, em ruột KTLN. Các ông định cho cả gia đình của mình vào làm YouTuber đấy à? À mà đây còn không phải gọi là YouTuber nữa, là re-upper. Tôi biết là cái vấn đề này thật sự không phải là lỗi của cái ông chủ kênh KTLN này, mà là do mấy đứa chuyên re-up video, có nghĩa là đăng lại video của người khác lên cái kênh YouTube của mình ấy. Và cái cách duy nhất để làm được cái trò này là thêm bất kỳ một thành viên nào đó trong gia đình của mình đặt trước cái kênh channel của người ta. Đéo hiểu nổi nữa là thật sự ấy. Tôi nói thật là sau này nếu như mà có một cô gái xinh đẹp nào đấy muốn re-up lại video của tôi thì hãy đặt kênh YouTube của mình là Vợ của Nam Hy nhá. Tôi sẽ cho re-up lại video của tôi thoải mái, được chưa? Quay trở lại với nội dung của kênh thì tôi sẽ không phán xét bất cứ một vấn đề nào cả, bởi vì các bạn là người xem và các bạn có quyền được xem các video mà các bạn thích. Cái khiến bản thân của chúng mình, những người làm content, những người làm creator ở ngoài kia chỉ là cảm thấy hơi bất công một xíu thôi, bởi vì sự cố gắng, sự đầu tư của chúng mình nó lại không mang được quá là nhiều kết quả cho lắm. Vậy nên là nếu các bạn thấy kênh của chúng mình hoặc kênh YouTube của những creator ngoài kia, hãy xem thử qua, và nếu được thì hãy tặng cho họ một subscriber. Nó sẽ là động lực cho chúng mình rất là nhiều. Sân si một xíu thế thôi, video sẽ kết thúc tại đây. Bây giờ thì tôi phải đi nấu cơm, tôi còn edit video này nữa. Thế nhá, bye bye.